Đó, nướng nướng. Cái này cá với lương đó chú. Ồ, full chỗ luôn. Lương. Rồi, ở Nguyên lại nướng. Đây là nghêu, chém chép, rồi nhìn ngon ha. Hấp dẫn quá. Trời ơi, ở luôn nhà ăn Hàn Quốc nhìn hoành tráng quá. Wow. Nguyên ốc to luôn. Ốc nè, con gì? Abalone. Why you cover the this the oyster? Because the oyster when the real by the fire. Ủa, cái này là cái gì đây? Tteokbokki. Mì gói tteokbokki nữa bạn. Tteokbokki. Để con nhận luôn. Mày quá đi đi. Cái đó là lương đó, còn cái kia này. Lương hả? Ồ, này là lương đúng không? Thì trong này chắc hai này là dễ nhất. Cái này này này. Thằng chụp cút. Cái này là thằng ba chín đúng không? Sữa kem nha. Chúng ta sẽ đục cái này. Bây giờ mình sẽ chơi trong vòng 5 phút đi hả? Đó, lấy cái bánh ra, ở đây trong cái bánh nè các bạn. Quay kỹ mình sẽ làm nha, đó, mình sẽ chọn này vô này nè. Đó. Ô, mì làm xong rồi các bạn. À. Nó ra thiệt lắm phải không? Nó ra cái dù thiệt nè. À, nó ra thành dù không? Dù không? Ok các bạn, thì hôm nay là cả đại gia đình mình đi ăn đồ nướng Hàn Quốc sau khi đồ Việt ăn ớn là lớn xuống rồi, giờ chuyển qua đồ Hàn đúng không? Hôm nay là rất là hay, là hẹn đi ăn đồ nướng mà trời mưa đá luôn, trái gió trở trời nên hôm nay là mặc đồ co lên thao luôn, mặc đồ lạnh hết. Ok, thì hôm nay chúng ta review cho bạn coi cái món đồ nướng của Hàn rất là hay ở tại khu co lên thao, sau đó chỉ chơi cái trò gọi là Squid Game ha. Ok, rồi đi vô đây nướng này. Vô đi, ai dẫn đường đi. Rồi, đi gì phức tạp vậy? Đi vô đây, lỡ đang đi nó đụng mình. Bên đây lạnh vô, trời ơi, mặc áo như là dày dữ hả? Lạnh quá trời luôn á. À, này là khu quarantine nha. Nó, như vậy khu quarantine bữa nướng của chú Hải là chỗ khác nữa hả chú Hải? Nướng khác nữa, chỗ nó lớn lắm, chỗ này lớn lắm, chỗ Korean này nó aggressive. À. Nước ấm liền. Mà nước này nước than, nước than ngon lắm. Chú Hải biết chỗ này không chú Hải? Nước than. Này new. Lady first. Lady first. Chú Hải cũng biết rồi chú Hải. Rồi, tối viên chú Hải. Chú Hải nè. Người lớn là lady first. Người lớn đi trước đi. Rồi, anh tốt nhất luôn nè. Rồi. Vô các bạn. Ồ, kiểu ấm liền. Đây là không gian quán nữa các bạn. Ồ. Đường nướng. Bốn con gái, bốn gái ở đây, chai ở đây. Thấy bạn thấy nướng nhìn ngon không? Chưa gì cho thấy cái sườn nướng. Sườn bò. À, người đẹp vô, mấy người đẹp vô ngồi trong đi. À, mình ngồi đây thôi. Ngồi đây. Ngồi kia ngồi. Hả? Rồi. Vị trí như cũ. À, đây là chỗ này của mình vừa đủ chỗ rồi đó. Đây là chỗ này là nướng lại là nó dạng như nướng nướng than rồi chú Hải à? À, bỏ than lên. Này nướng này nướng kiểu khác mà mấy ông hay ăn gọi là là à, được chưa? Lạnh không mi? Lạnh hả? Trời ơi. Trời ơi, này tuyết, cái đá quá trời. Nguyên cái sân đó, tuyết luôn. Đây cho bạn coi cái quán nướng mình đang ăn là cái quán này tên là Korean BBQ Get Bun gì nè. Thì trong này bạn thấy không, cái này nướng này là hải sản nha. Bữa giờ mình ăn là nướng, đa số là nướng là thịt là nhiều. Hàn Quốc nổi tiếng mình nướng thịt, nhưng mà hôm nay mình sẽ review gọi là nướng nướng hải sản đúng không Thảo? Thì hôm nay coi cái menu của trong nè. Trời ơi, nó có một set bự bạn thấy không, hải sản full luôn. Là combo lắc là 119 đồng. Cái đó là size lớn. Size lớn là size M là có 99 đồng. Còn size này là size S là 69 đồng, là hải sản full hải sản luôn. Thì bên này chúng ta sẽ có một combo gọi là cộng beef. Có thêm beef nữa, nghĩa là vừa hải sản vừa beef. Thì bạn thấy không? 174 đồng, trời ơi, size lớn kinh khủng. Thì dưới này chúng ta sẽ có là có hai con cua này là cua gì ta? Dungeon hả? Canada. Dungeon. Đó, chúng ta coi thêm cái menu bên này. À, này là lẩu hải sản luôn. Lẩu cua hải sản 99 đồng, 74 đồng.
Cái này là menu gọi là a la carte nha các bạn, chứ không phải là all you can eat đâu đúng không? Đúng rồi. À. Thì có nghĩa là bạn ăn bao nhiêu bạn gọi bấy nhiêu. Thì trong này này, cái này mấy món bezo, đậu rim rồi rib eye rồi tùm lum hết. Đây. Thì thời tiết đang lạnh như vậy chỉ có vô ăn đồ nướng là hết sảy thôi. Đây. Đó cho chú Hải coi đi chú Hải. Thì không gian quán này Thảo nói là sao? Như quán gia đình hả? Quán thì giống như là gia đình nữa. À gia đình nướng. Nó làm. Nó làm. Nó phong cách khác. Bình thường bạn ăn là nó sẽ là cái nồi nướng kiểu như là công nghiệp nhiều chuỗi. Thì bữa nay Thảo dẫn chỗ này là ăn theo kiểu mà kiểu Hàn Quốc mà gia đình. Mình nghĩ chắc ngon á. Nướng than thôi. Nướng than. À. Giống như cái kiểu Việt Nam. Nào. Thì không gian quán như chỗ này hết có cái phòng rai vịt rôm trong kia một cái. Bữa giờ cũng ăn xuyên quá. Chú Hải hả? Nó xuyên qua kia luôn á. Cái này nó có cái đồ hút khói. Cái này cái đồ hút khói. À. Này nhiều. À. Đi đông mình kêu một cái lớn đi ha. Đúng rồi, kêu cái lớn đi. Đúng rồi, kêu nó ra thôi. Xong rồi kêu thêm cá nữa. Cá không, cá không? Đâu có cá không? Nãy sao tao thấy cá đâu? Có lươn nữa, có lươn nữa. À, nó qua cho Thảo review nè, đó, cá đâu? Nó là fresh water eel. À, là lươn. À. Nghĩa là cá với lại lươn mà xong á, à. Nước ngọt, rất là ngon. Đây có bò nữa nè. Sao cho Hải biết hay vậy? Nó cắt tóc. Mà cắt tóc này bị ngáo mà bị quở quá nên mới cắt. Hồi bữa cắt mà không ai nhận ra nên cũng buồn quá, cắt lần hai á. Em muốn cho em chỉ á chú Hải. Một lần cắt chú Hải khiên mình chỉ lên các bạn. Dạ, the last week, humble. And là anh có hàng. Phải có muốn ăn oyster không? Thôi được rồi, để nướng mình được rồi. Ok. And, có cá vô là được à? Mình đang thèm cá mà. À, lên, đây là chuẩn bị để lên đồ nghiệp nè các bạn. À, như tẻ Thảo, là gì vậy Thảo? Cái này là xà lách trộn với mực. À, với mực. À. Lách trộn với mực. Lạnh lắm. Ô, cái này giống như ceviche. Hấp hẹ nè, hành nè. Bên kia. Rồi mực. À. Với lại ớt. Trâu nguyên tô bự vậy luôn á Thảo. Ai ăn gì tự gắp hay sao hay là ai sao? Ăn tự gắp á. À để vậy luôn hả? Để hai bên vậy đó. À. Tích cho đi. Chà lách trộn. Trộn đi mấy. Trộn. Sao nó dùng iceberg lettuce chắc không? Yeah. Yeah. Iceberg lettuce, green onion. Yeah. Cái này là ba. Oh no, this is start on miền con. Cái này là chai. Ồ vậy hả? Cô thân luôn hả? Cô thân luôn hả? Cháu mình kiếm. Okay. Cái là mực. Oh. À. Có mực không? Không ăn đồ sống. À có mực luôn, có mực luôn đó. Ủa mực sống hả? À. À. Thank you. Không ăn gì đâu, sống đâu, nó đã chắc luôn. Dạ chú cháu tự nhiên. Tự nhiên. Cùng mình. Đó lên nữa kìa. Kinh giới á. À. Tí to chú. Tí to. Kinh giới. Ồ kinh giới hả? Kinh giới là một màu. Vậy là nó anh cái này là của. À anh thử xứng. Anh là review nên mỗi thứ anh ít đừng có múc. Cái gì có đặc biệt á. À. Đây lên. Cái này là củ cải. Cải. Nó ngâm sao lên thành đỏ như có màu đỏ. Anh nghĩ là nó có cái củ cải cái màu tím nó bỏ giấm vô. Cái này là cái gì đây? Ăn thử ăn đầu tiên. Cái đó là salad iceberg. Cái đó là chả lát chứ lại hôm nay nó mực mà. Mực tuột. Không phải mực. Mực chứ thôi, mực dạ. Hàn Quốc nó đang nổi tiếng về cái gì Squid Game á là mực con game con mực đúng không? Ủa, dạ chú tự nhiên chú. Ăn thử không? Con là không ăn hành. Đồ nó cay chứ chú Hải. Cay lắm hả? Không, đó là với con chứ chắc chú Hải không hình xanh xui. Hơi cay. Hơi cay qua mà ăn cay rồi nó cay. Không, chắc mới vô cái nó cay, từ từ nó hết cay rồi. Ở đây xin mấy cái gì đá. Có đá. Cái này là kinh, rau kinh giới chứ không phải là tí tô nha mấy ông. Rau kinh giới. Cải chua.
Dạ, cảm ơn chú Hải. Dạ, hả? À, rồi, cảm ơn em. Bữa thấy Vy đội đội mũ đẹp quá nên anh phải chạy ra Walmart mua, mới mua cái mũ 5 đồng về đội. Đây đã. Đủ chú Hải. Ủa đủ rồi hả? Thử đi em, thử cây cài không? Đó lên kia ra. Đó. Nút chấm. Đây, đây con chuyển nha. À. Là tương ớt, cái này là gừng, cái này là dầu mè, với lại muối tiêu. Quá trời ớt luôn. Quá trời ớt luôn, cay chấm luôn. Cà nhiếp. Cà nhiếp. Cà phin giới chứ không phải tí tô. Nói lộn. À. Đồ hàng là chưa gì, chưa có lên món chính mà bạn thấy không? Nó có màu mè, công nhận cái thằng này rửa chén không? Làm nhà hàng hàng cực chứ. Chú Hải ngồi rửa chén nhà hàng hàng cũng mệt quá ha. Tung tung cho phiền hết. Cái màn phía đông á, nhà hàng lẩu quá trời luôn. Đông. Tại bên đó bão tuyết đầu lạnh á. À cái gì chú Hải? À bánh xèo này là bánh xèo Hàn Quốc. Chú Hải nói là biết liền à. Cái này là thịt thịt heo ron giống như của thằng Nhật. Thằng Nhật nấu trong cái gì cái mì ramen đó ha. Giống giống. Cha siêu. Đây là súp trứng. Đó, nhìn màu sắc đẹp không? Đó, này súp trứng nè. Còn này là gì đây? Con à, là bắp. Bắp nướng với phô mai. Bắp nướng phô mai. Nhưng mình đâu kêu mấy này đâu, cái này là đi ăn kèm thôi đúng không? Cái này là chỉ là ăn kèm thôi nha, cái này không có kêu nha mấy ông. Đây là mấy ông vô với bộ kêu một cái gì đó, ít tiền nhất xong ăn full cái này thôi cũng được nè. À, bên này cũng có, cũng hai phần vậy luôn. Thì, đây, hai phần nữa các bạn. Trời ơi. Nè, cái này còn chưa chỗ nè. Ủa, hai người một cái hả? Cái chân đó, mà đó đó. Mà con những đại hàng này nó ăn nhiều. Ủa, à. Ồ, cái này khác nữa hả? Cái này là gì vậy trời? Cái đó là mực với mực chiên, mực chiên hành. Còn trong này hồi nãy giờ mình mới thấy là trong này nó có thịt nữa nè. Thịt nguội á, thịt nguội lạnh lạnh á. Nguội lạnh lạnh. Rồi, ăn đi không thôi, được chỗ. Nước rồi, lên bên kia nước à. À. Đó, nướng nướng. Cái này cá với lươn đó chú. Ồ, phun chỗ luôn. Lươn. Trời ơi thơm. Lươn thì nhìn ghê ngầu quá. Ở dưới này là than than nướng bằng than luôn nhá mấy ông. Có bằng than thơm. Ở Mỹ mà ăn ngồi nướng than trực tiếp vậy là hơi hiếm đó nha. Bây giờ chuyển qua nướng điện, nướng đồ hết rồi nha. Đúng không? Đúng không? Nướng điện, nướng vỉ rồi đây là nướng than. Cái này là mình chọn cho bạn coi thử nè. Cái này là con lươn. Nè, coi cái mình nè thấy không? Lươn thấy không? Trời, nhìn ngon ha. Nhìn thơm ha. À. À. Vậy nó có hai loại rồi. Nó ra thêm. Cái này nó vàng lên là cái là nó chín ha. Cái này là cá. Cá. Yeah, what is this? Cá lươn chưa ra, lươn là à cái đuôi. À đuôi. À ok. Thank you very much. À thôi nóng 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 nóng. Cho bạn cho bạn cho bạn. Ok cho bạn. Mỗi người cái hả chú Hải? Dạ, hai người cái. À hai người cái đúng không? Để qua đại gia bên hai người cái. À ha, hai người cái nha, cẩn thận nha, nó phỏng. Ngon ngon ngon. Nhìn ấm cúng không? Đang lạnh lạnh nha mình ha. Mình quay cạnh kỹ coi cảnh nướng nè mình. Rồi rồi. Quay gần gần đây coi con lươn này. Rồi. Mày gấp gì mày?
chín hả mày? Rồi ăn cứ ăn tao gấp tao đó đi. Giờ chúng ta sẽ coi cách ăn. Đó, mày với lại rau kinh giới đó. À, chuyên nghiệp chuyên nghiệp. Anh nhớ em lần đầu ăn mà sao em rành vậy? Mình phải qua đây quay nè, mà đừng có qua đây. À, qua bên đó hả? Từ từ gian đợi tôi làm xong cái story này đã. À đây hả? Đó, bỏ miếng lươn này lên. Rồi, thôi rồi rồi, rồi. Chấm với lại cái giữ đi. À nước này. À, nước này. Chấm ba cái luôn đi mấy ông. Thử coi. Ô. Bơ thiệt. Ngon quá. Rồi qua coi hải sản kia đúng không? Cho Thảo review hải sản không? Có gì? Có mì cay là bạch tuộc cay. Nghe. Trời ơi, to vậy luôn hả? Dạ, bạch tuộc cay chú. Hay là mì gói. Thái qua qua review nè. Trời ơi. À cầm cái mic nè, để coi cái mic đó mà. Rồi, ở nguyên lại nướng. Đây là nghêu, chém chép, rồi ốc, bào ngư. Bào ngư luôn, ô có bào ngư ngon. Hào sống. À, hào sống này luôn hả? Nha. Đây là sò điệp nè. Sò điệp. Rồi tôm nè. Tôm tôm. Đủ thứ luôn nha. Ồ, nhìn ngon ha. Hấp dẫn quá. Hàng đã quá. Trời ơi, lúc nào ăn Hàn Quốc nhìn hoành tráng quá. Ú, nguyên ốc to luôn. Ốc nè, con gì? Abalone. À. Bào ngư. Ngư nè, đó, nghêu. Dạ. Mày lùi lùi ra coi ta, coi ta lấy vô nướng nè mình. Đó. One more shot. À. Thank you. À. Thấy hoàn chén quá. Thank you. Ủa, cái này là cái mì đây, tteokbokki. Mì gói tteokbokki nữa bạn. Tteokbokki. Ủa, để nó cầm nữa. Mì gói với lại bánh gạo. Bánh gạo cay. Đó. Trời ơi, nguyên cái bàn đông vậy, có một con bèo ngư vậy, ai ăn ai nhịn. Hoa đó. Này cũng hoa nè, này đó, nó còn sống được hoa. Không, cái này cắt ra được mà. Nó còn sống nè. Ủa, nó còn sống luôn. Cái con này lật cái này lên thử anh Tuấn coi nó lại gì, em nói gì. Em mở ra luôn, mở ra thử là gì? À, đây các bạn. Còn con này giống như ốc giác không ta? Khác nữa hả? Anh không biết ốc gì. À. Nhưng mà ăn ngon lắm. Rồi, dạ. Đây là. Cái này mình cắt ra mỗi người ít các bạn. Đây là nguyên cái xúc mà. Dạ, xúc. Rồi, qua đây các bạn. Ú. Này, quá đi. Cái đó là lươn đó, còn cái kia này. Lươn hả? Ú, này là lươn đúng không? Ủa, cái này là phải lươn nữa hả? Cái này là gì? Cá. Đây là cá, này là lươn. Ủa này là trong combo luôn hay là mình kêu riêng ra vậy? Lươn này nè. Cái đó là chung riêng, đó là combo cá. À, con này là combo cá với lươn. Này là combo. Combo cá lươn. Còn tay gì nữa? À. Này giống kiểu Hàn Quốc. Cái mấy ông coi phim hạ cánh nơi anh á. Mỗi người 1 chiếc thôi à, chứ không được 2 chiếc. Là cầm này lên để ăn cái gì á? Ăn con nghêu đúng không? Ăn thử con. Trời ơi, nhiều quá, tôi không biết ăn gì review gì trước cho mấy ông luôn. Nhiều quá nhiều. Nhìn ngon. Khoan cái đó trước chưa? Khoan cuốn cái đó trước chưa? Nè, à, đúng rồi, cái này phải xe qua cái dĩa chứ, lấy cái dĩa. Có rồi, qua. Đây nè, cái dĩa này nè. Chứ Hải cần, lớp không? À, em gấp vô đây để bỏ xe qua bên này để ăn nè. sao chạy cái bàn luôn á, mà có thử em ngon hả? Ngon á, mình thử này khoa. À dạ, tôi đánh mượn cái này đi, thử cái này đấy. Ồ, cái này cái đuôi của con cá. Chạm miếng. Ăn kẹt ngon chứ, này miếng bàn ngon ngon. Em ăn cá hay rửa một tách. Con thấy thường thường cá sông nó ăn tạch không? Cá này cũng ăn thôi. Cá này cũng ăn tạch. Thôi. Vậy không ngồi xuống ăn với mình. Ở đây.
mình nó chờ bên kia hả miệng. À chưa, chưa ăn thử nó nha. Cái sảy luôn á nha. À, anh Tuấn, em bên này có cái này nè. Cua này mà cuốn với lại cái rau này nè. Có cái nước này gặp anh đi. Cái gì mà giờ mình ăn thử cái miếng thịt này các bạn. À. Trong thời gian chờ Vi mì nướng lươn. Trời ơi nhìn nó ngon. Cái miếng thịt này mình sẽ chấm vô cái này quá. Khác nữa hả? Nè, cái ăn này hả? Uống chỗ này. À, cuốn chỗ này chú hả? Rồi, rồi, đây, đây, đó, rồi ăn chỗ này các bạn. À. Ăn Hàn Quốc ăn thấy kiểu gì không? Rẻ, no, phải ngon hả? Ngon. Đây coi chú Hải đang gấp ăn không? Phải ăn bánh xèo nữa nhá. À. Đúng là món của đại hàng đó chú. Ngày gắp miếng gừng đó hả? Tỏi. Tỏi. Nè em cúng với cái này. À. À. Chính là gắp hết, nó là. Dạ. Chính là nó khô, nó mất khô. Khô xà điệp. Xà điệp. Cái này để dán dán qua chút đi. Bây giờ tôi ngồi tôi ăn ké thử cái miếng mày. Thử cái miếng này coi. Đây mà. Nóng nha. Ăn nóng bao nóng luôn. Bị bự này mới ăn nè. Đây 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 đây. Vậy hả? Nghe cái to cái nhỏ nó ông mấy ông coi hạ cánh này anh mới cặp đeo bao tay xong ngồi ăn này húp rượu xe chu luôn nữa. Đó. Mày thử chấm gì không? Có giấm luôn hả? Để xin muối gì cả. Ừ, mặn à. Mặn mặn. Ừ, nó phải giống miếng chanh luôn. Dạ. Miếng chanh của Việt Nam á. Đây không có. Ủa cái này mình phải nướng xuyên qua giấy bạc gì á hả? Nó chín tỏi lắm bạn, nó dày quá không ngon. Ừ. Tôm nướng nè. Ồ. Tôm nướng hàng. Tôm nướng hay xảy luôn tôm. Tôm nướng này là sò điệp của hàng á hả? Sò điệp nướng phô mai. Ờ. Cái nhìn nhìn cái nồi nó nhỏ nướng nướng tại Mỹ mà nướng bằng than nhìn cũng hấp dẫn chứ bộ. Ha. Cái cục trong này là cái cục hàu hả? À. Có sống không được. À, cái này là cái này làm để nướng thôi. Ừ. À. Ốc này, cái này ốc đó nha. Cái này xôi rùa chị, cái này xôi rùa chị. Đó, phải gấp cho kho kho cái thưởng đó rồi. Chín chưa ta? Chắc chín rồi. Thôi được rồi, sao đâu. Dìm chép. Này phải có nước từ chanh chứ hả? Này nó muốn nó làm sẵn phô mai luôn rồi. Phô mai với lại ớt chuông à. Với lại hành tây á. Ăn đi con cái này được rồi đó. Được rồi, được con Hằng, ăn đi con Hằng. Mình ăn trên dĩa thì nó mới nóng mới ngon chứ. Rồi, ăn cái dĩa nó bút luôn. Chín rồi. Chín rồi đó. Chín rồi. Tại vì đồ biển nó mau chín lắm. Ngon ngon. Phải ăn liền chứ không là nó bị khô. Nó bị khô. Qua. À, trời ơi, nó bự. Rồi, cảm ơn con Hằng. Trời ơi. Cái này là sò điệp hả? Nè Thảo ơi, thử đi, gắp miếng đi. Nó gắp miếng. Ồ. Này gắp hai bạn thấy không? Gắp không nổi. Nè. À. Cái này là gì ta? Ốc. Ốc là ốc, không biết ốc gì. Này ốc hả hay là sò? Để để. Đó ốc, đó là ốc rồi. Đó là ốc. Ốc nó cắt nó mượn cái hơi cái con sò điệp nó bỏ lên. À. Không. Không mà. Dày dày. Lạc xèo à. Nó phải có muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh đi. Việt Nam làm ha. Nó sẽ chi lên nè. À. Không. Còn cách được rồi đó. Dạ. Tôi gặp già. À. Còn tôm nữa. Qua đây xin ăn đi về mấy ông. Bên này hải sản. Đi qua xin ăn mới có để ăn nhá. Nãy giờ bé Vi ngồi nướng nhiệt tình 15 phút rồi chưa chín đâu mấy ông. Ủa ở dưới này có gì em? Cái này là gọn hả? À tưởng là nó nhét cái gọng bún gì vô cho các bạn nè. Chính là cái này.
basically the inside. Cái cộng gì? Cái này được rồi. Cái cộng nó là gì ta? Hát. Cái nào là cái này là cá. Ủa là cái nào là cá? Cái này là cá. Cái này mới là lươn. Wow. Ủa vậy hả? Ừ, cái này mới là cá. Rồi, ơi. Bào ngư. Trời, cái món này yêu thích mình, bữa mình qua bên Hàn Quốc mình ăn ở mấy ngày là ăn mấy ngày bào ngư luôn, phải không? Hàn Quốc nổi tiếng về bào ngư. Mày nè, thử nữa mày. Mày. Thử nữa. Nè bào ngư nè. Gấp đây gấp thoải mái, gấp sao không? Đó. Được không? Đó. Rồi rồi gấp cái cục đó vô luôn đi. À, gấp cái này. Gấp lấy cái kiểu nè. Tuyệt tình á, tay tình cắt cho. À, rồi. Thử rồi. Đã à? Thử ăn ngươi anh, thử ăn ngươi. Món này chưa cho ăn của mình. Sao chú Hải? Ăn miếng đồ rau này vô coi. Đỡ ngán. Nó là chín chưa Bi? Này chín chưa? Chưa hả? À. Rồi, Bi kêu chín này chín rồi các bạn. Để thử nè. Này là cá hả Bi? Cá. Này chấm này thử luôn. Đang nướng cho mọi người ăn. Nói bụng mình. Quán này thành lập năm nào? Lâu chưa? Không có tìm hiểu ơi. À. Thấy ngon là tới rồi. Nhưng mà Thảo ăn từ năm nào tới từ lúc nào? Là mình ăn lúc năm mới quen nha. 2 3 năm rồi đó. Đổ hơn chứ. Rồi. Em nghĩ là 4 5 năm rồi. 4 năm rồi đó. 4 năm. À. À giờ mới bỏ nó vô nướng á. Hàu. Dạ. Cái sao nó còn lại không? Cái nướng hàu á nó bắn. À nó bắn. Nó nổ. À nó nổ. Đúng rồi, nó sợ dằn vô khách rồi đền đó. À, có hàng rành nó bọc lại tại vì sợ nướng lên nó dằn nó nổ dằn vô khách. Giống thường thì hàu thì mình phải làm vậy để cho trong nó nước nó ngon. À. Cái con ốc này chắc xong rồi. À, nổ. Cái mảnh lên luôn á. Dạ. Đó, con cái đẹp kìa, cậy kìa, quay gần gần cho mình. Đó. Được không? Wow. Trời ơi, ôi, nhìn đã chưa? Cái đít của nó béo lắm á. Như, cái con này ăn được cái đít đó. Thường là như cái con này con nhớ không lầm là trong nhà hàng là cái đít nó ngon hơn cái bình. Cái bình nó dai đó. Đúng là cái bình nó dai nhưng cái đít của nó béo. Thường thường cái bình hồi xưa là nó làm sashimi. Không biết ốc nào mà không phải bóc này không. Nhưng mà cái đít nó béo ngon lắm á con chú Hải. Đít nó hơi bị hết sảy đó. Từ đi cắt nhỏ nhỏ xíu. Đó, cắt là coi gần coi Thảo cắt rồi mình. Cái này đồ ăn là mình quay còn cảnh cho bạn xem chứ. Ở bên Lotte thật sự là quay bên Lotte rất là nhiều đồ ăn. Nhiều nhà hàng đó mình chưa có thời gian khám phá hết được. Không thiếu gì. Thiếu. Bữa nào ông mời cả nhà đi ăn đồ Nhật đi ha. Coi nấu nướng rồi trình diễn khói lửa rồi lên rồi nhìn nó đã coi là ăn rồi nhìn buông khó buông lửa ăn khói lửa lên nhá.
này nó bự quá, cắt quá. Rồi. Cắt mà đô tay luôn. Đó. Tốn bữa anh Tốn bữa là sắp chảo của này chỉ là cắt ốc mà. Khúc này nó cái, chỗ nó chưa chín mà. Nó dài, nó chưa được á. Thôi để cho từ cho nó mềm đi. Nó nghĩ là cắt ra luôn đi nướng. À, cái này đúng không? Chú Hải cũng đi chưa? Tình diễn, quăng lên. Này là lên thịt bò luôn ha. Khá ngon luôn. Cái xương của cái con lươn nó giòn giòn. Khoan đi chứ. Ăn lại, ăn lại. Ăn bên này rồi. Cái chính giữa của nó là cái xương của nó. À giữa nó là cái xương, nãy giờ mới hỏi nó là cái gì. Cái này đâu phải là con lươn đâu. Lươn, lươn nước ngọt. Lươn nước ngọt á. À, lươn nước ngọt hả? Fresh water. À. Thảo ăn thử lươn nước ngọt đây rồi nhận xét sao? Ăn nhiều lần. Ăn nhiều lần chưa? Ngon. Nó giòn giòn. Ngon chứ. Thảo. Cái lươn lươn chứ. Thảo xin giùm kho cái gì, chén muối tiêu chanh đi. Ăn không có dính quẻ gì vậy chị. Đây là thịt Vy nó mới nướng thịt gì nhìn ngon ra, cái sớ thịt nhìn hấp dẫn mà. Bò gì Vy? Em trở lại thôi coi Vy, trở này thôi coi. Đó. Thì trở thịt nè. Để không? Lùi ra sau là chúng ta sẽ có thấy dĩa thịt tươi sống. Nhiều món không? Ăn hải sản, thịt bò rồi. Đó. Rồi, mình ngồi xuống ăn đi mình. Trời ơi, nhìn riêu nướng ở Hàn Quốc à. Không có muối tiêu chanh ăn cũng nhìn hấp dẫn thiệt đó chứ. Bởi vì biết thì lại mang theo nhẹ. Ủa, 500 muối tiêu chanh hả? Có, để thật nha. Để cho mình nó còn ăn rồi cho mình. Tới mình review à. Nãy giờ mình quay quá trời. À. Mình. Đó. Chào bạn. Ok, giờ mình ăn thử thịt bò. Cái đó là giống như cái sụn của nó. À. Lấy nguyên lẻ rau kinh giới này. Nguyên rau này rồi. Tỏi. À, miếng tỏi nè. Bài bản quá. Không biết ớt luôn nữa đi. Cho đúng bài luôn không? Em muốn nó vàng chút xíu. Rồi. Dạ, để riêng đi sao đâu. Cầm mà rung. Ngon. Bò mềm. Không thấy muối vậy? Anh nghĩ nó mặn rồi á, mấy cái này nó mặn rồi. Muối nè. Muối chanh. Đúng rồi. À, ngon này ngon rồi á. Này có miếng chanh rất là ngon hả? Mình ăn gì phải có nước tiêu chanh phải không? Nó chanh rồi kìa. Đó. Dạ, bây giờ bà lấy mới lấy muối. Cái đó là tiêu không à? À, dạ. Rồi, cảm ơn cô Hằng. Miếng là được rồi. Thank you. Đây là muối pha vô cô Hằng. Rồi, cho một muỗng pha chiếc. Đủ luôn nha. Bây giờ miếng ngon này đúng không? Đây, miếng ngon nào. Thêm tiêu không? Được rồi cô Hằng. Thêm tiêu nữa. Rồi. Giờ có muối tiêu chanh tôi mới ăn hải sản được đúng không? Xin muối tiêu chanh đưa tiêu với chanh thôi. Đó. Bây giờ mới ăn được cái mấy con quỷ này. Đó. Rồi nó nóng. Thường phải cầm cái này nè. Cái đó để sau đi anh. Trời ơi. Mì hết. Nó nóng rồi chứ. Em ăn miếng trứng thì sao? Này là ngao. À. Trời nó ngon. Ok không? Ok. Ngon hơn hẳn luôn á. Tăng lên 100% độ ngon liền phải không? Giờ ăn miếng cái món này đặc sản của Hàn Quốc không? Cái món này thường á nó sẽ quậy trứng lên các bạn, xong rồi khi mà nó nấu nó đổ nước vô đây, nó đổ nước vô đây xong nó bỏ trứng cho. Nó làm thành cái món này nha các bạn. Đây gọi là gì vậy ta? Cái món này gọi là gì? Trứng hấp à. À trứng hấp. Đúng rồi, đúng không? Sắp chót. Ăn miếng miếng này cá cho. Đó. Cho muốn tiêu chanh.
Con tiêu chanh. Con có tiêu chanh không? Ừ. Ừ. Ngon. Mèo đây nó cũng ngon đấy, nó cát cho mùi ngọt tươi. Ngọt tôm. Thường là bên nó sẽ ăn cái đầu tôm rồi rồi mà mình không ăn. Chấm cho muối tiêu chanh. Em cũng cái này. Đã. Để đi đông vậy em kêu một combo vậy là ăn đã rồi. Đưa qua đây. Thử nắm xem. Tấm tiêu chanh là đi review được rồi. Tấm tiêu chanh đi review được chứ. Đúng rồi. Qua đây thử góc này nè, thử góc này đi. Cho thử cái này nha, thử cái này nha. Thử đi, thử đi. Ốc này coi chú. Ốc. Con ốc này anh. Thường ốc là nó sẽ ngon là cái đít đó các bạn. Cái đít có nhiều người không ăn được. Đó. Ăn được hết á. Không sao. Ok mình ăn thử cho bạn xem nha. Đó. Béo. Béo. Con này giống như trứng rồi đó. Phần cuối con ốc. Tại bây giờ mình biết không? Mình ăn rồi. Ngon. Nó bùi lắm. Nó giống như trứng cá vậy đó. Ngon quá. Thử miếng nè. Ốc á, này ốc á. Ốc á. Tâm nướng chân. Này là con nghêu mà không? Này là giống như là nghêu. Nghêu mà cái sò, sò lớn. Nghêu bự á, chứ không có bự á. Sò bự á. Bạch tuộc nè, bạch tuộc nè Thảo. Chỗ này nướng bạch tuộc không? Là hang đâu này chín rồi nè. Hang này đây, ok rồi nè em. Qua này chưa? Con tôm. Hang tôm chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Cô đi. Cô chú nè. Anh đang không ăn tôm. Ngon không? Nướng một điểm. Uống siêu đi. Hai. I can eat on the nail. Sure. Eat everything. Eat everything. Everything. Ah. Eat everything. Ah. Nghĩa là mình ăn được hết một phần đít hết nha. Ăn thử đi, Thảo ăn thử phần đít thử nè. Dạ. Nè cái đít này béo béo dưới nè, đây nè, đó. Thảo ăn thử đi. Thảo không dám ăn, giờ mới hỏi mới dám ăn á. Không là ăn, anh nghĩ là giống như gan đúng không? Đúng rồi. This, this, this one can, we can eat. Bitter. À, à thôi thôi, bitter, right? Thôi thôi đắng xíu. Giống như gan á. Là nó béo giống như là gan vậy á. À. Để coi hả nãy đây hả? Này oyster. Này oyster. Nè, này coi nãy đây nè mình. Có chứ, mình trộn lên chứ. Trộn chút. À. Trộn chút nữa. Ừ. Đó. Nãy giờ mới hỏi tại sao bọc nó lại nè. Why you cover the this the oyster? Because the oyster when the real by the fire directly, it's gonna pop it up. Oh yeah. Ah. Yeah. Ah. Có hàng. Có hàng nói chuẩn. There's a lot of other stuff on the there. Ah. Yeah. Just be careful. Ah. Yeah. 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 Thử miếng nè các bạn. Múp bà, múp bà. Ôi trời nó múp. Rập rồi. Đã không? Có cái chanh chưa? Rồi. Ồ. Trời ơi. Nhìn đã chưa? Ăn tại chỗ luôn. Ngọt. Ồ. Ngon. Thử thử thử. Thảo ăn chín. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Chẳng muốn tiêu chanh này. Ngon, nó đầy ra tại chỗ mình ăn ngon á. Ngon, vậy thì ngon. Ăn thử nó. Đó. Tiêu. Phải. Phải vô vậy hả? Phải. À. Ngon. Nó chảy luôn. Mình thử miếng nữa nè. Miếng gan rồi. Đó. Đồ nó chảy miếng. Nướng gì mà. Nó chảy dưới đây luôn, mình ăn ở trên này nè. Nè, nó nằm phía dưới. Để trên. Ngọn gan ngon thiệt. Ừ.
ăn đúng nó thử đi. Cái này là cái đích của con ngốc. Em thích ăn ngốc ngon. Cháy ăn luôn à. Nó ngon hơn cái mình. À, méo rồi á. Méo. Cái. Anh có khi nào lát ăn ba người không ngộ độc á? Không có đâu. Đồ nhà hàng tính làm gì mà. Ăn đi. Mới này nó ngon luôn á. Nghĩ là ngon luôn. Chú Hải nè. Chú Hải ăn chưa? Có ăn. À. Nãy giờ nãy mình ăn sai là nó được. Đó. Wow, con này ngon quá trời nè. Đưa qua bên bếp kìa. Con nghèo này khác. Này, nhìn này hấp dẫn quá. Mình không biết. Quá trời ơi, quá ngon luôn, còn nó béo lắm á. Đây, chấm này đi Khoa. Cái sảy luôn Khoa. Tương ớt nè. Chấm này cây cây đã đi. À. Đó, cây đã đi. Chấm miếng cây cây rồi. Nè. Đó. Nó không hồng này, nó ngọt ngon rồi. Nó không có ngọt rồi. Rồi. Tạm can cộng ngàn đi qua bên đó. Cho con bé. Nó giờ ai chưa ăn đâu. Nó giận thịt. Không thịt nha chú. Chú không được ăn. Chú không được ăn rồi. À, sao? Ừ, miếng nữa. Thử nhiều cô. Ngon ha. Ngon. Phải nghỉ rồi. Thần nghỉ. Nghỉ đi. Nghỉ rồi nữa. Ok, nghỉ nhíu em anh. Ok. Nói chung là mình ăn một rau xong cái này chuẩn bị giúp nó rảnh đi qua chơi trời. Này suốt cái gì hả? Làm giúp biết chỗ đó làm chơi không? À. Ok. Đó, cái hột là sau đầu nước hả? À, Busan, ngon hả? Ok, theo tiếp theo chúng ta đi ăn Busan nha, mì thấy mì nó thích rồi. Này là sau khi ăn xong là chúng ta sẽ có một cái nồi canh quân đội đại dương súp gọi là mì lạnh hả? Mì lạnh nhưng mà nấu nóng nha. Thành phần gồm có là dưa leo nè, nước lèo nè, cộng với mì nè, hết rồi. Này hấp cho nóng chứ bộ. À, bỏ vô trong cái nồi nhỏ 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 nhìn cũng dễ thương à. Đó, nồi nhỏ 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 nha các bạn. Xin ngờ à. À. Sau khi ăn lẩu nướng với lại team đại gia đình này chúng ta sau khi lạnh quá thì đi ăn kem các bạn cho nó ấm. Thì đây là khu đại hàng này rất là nổi tiếng về cái gì sauna rồi này nọ, massage spa rồi các bạn. Thì người Việt mình nổi tiếng về làm nail làm đồ, thì người Hàn thì nổi tiếng về cũng nhà hàng rồi làm mình spa các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới ăn một cái kem gọi là kem Busan Organic Meal Bar. Trời đang lạnh như gì mà họ xếp hàng ghép line để đi ăn kem là không biết là nó ngon hay không, nhưng mà thấy ghép line là thấy nó uy tín rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thấy uy tín rồi đó. Cái gia đình chú Hải rồi ghép line chờ nãy giờ rồi. Nào mà có ghép line là thấy đó. Okay. Like I'm shaking. Đây, thấy trời lạnh không mà ghép line ăn kem chú Hải không? Thấy vô lý chú Hải không? Lạnh ghép line ăn kem. Ồ, giờ cặp nô ở đây cầm liếm cá rồi. À. Must be là con ngon với đó. Bạn con nguyên đám bạn gái đi ra biển á, chợ lạnh ra biển ăn kem luôn. Ok, sau khi chờ đợi chúng ta đã được đi vô rồi, mời với em phụ nữ vô trước, đã lạnh quá trời là lạnh rồi. Chú Hải vô luôn đi. Rồi anh vô luôn đi, anh vô sau. Vô hôm nay chúng ta coi ở đò nè bên nè. Can I have the chocolate and Vienna latte with the fruity pebbles cone?
kem. Nhiều là như vậy, chu miêu, matcha, chocolate. Wow, mấy cái thịt kem này đẹp quá ha. Đó. À, nó tự từng từng loại cấp tự lên lên riêng luôn ha. À. Cái khô đó là một cái mùi khác nhau. À, mùi khác nhau. Yeah, wow. Thôi, để giả cho dành thì nốt thiệt. Ok, I think that's it. Yeah. À, đang có được 4 đồng mà trời ơi, 4 đồng nha. Dành quá thiệt. Để phải quay cho mày. Cho mày. Yeah, I. Yeah. Okay. 55. Thank you. Đó. À, có một ông làm. Đó. Đây là đã ha. Đó, đứng ra đây. Này của ai anh? Của anh đúng không? Rồi, một người. Anh lựa kem xong anh được 4 loại topping. Đây là cái ly tách. Trong này là các loại mùi ở trong các bạn thấy không? Đó. À, chọn cho mình. Yeah, thank you. Đó, rồi, của mình. Được không? Anh cầm giùm cho. Cầm giùm cho cô Minh nha. Cái này là của Minh. Cái này nó có thêm cái gì trong này, nó chắc cái gì không dục ở đây ta. Sao cái này nhìn giống bảy cút vậy ta? Nhìn thấy cái bảy gì? Cái này là nó đang xen nhau, còn đây là nguyên cục. Giống nhau này. Ồ, cái ly này hấp dẫn hả, ly này bự à. Đó. Ra trước đó nè. Lạnh không? Đó, quá dữ. Đây là kem, loại kem gọi là xịn sỏ khu cho Korean Town các bạn. Sau khi ăn lẩu xong dạng này cho nó ấm. Ok. Mình ăn thử nha. Cái vị này á, nó không có đá các bạn ạ. Nó là kem gọi là nguyên chất luôn, không có đá. Ồ, ngon. À, cảm nhận. Ngon. Thơm, béo, mịn. Lạnh quá, tranh thủ cho con mình ăn đi qua chơi cái trò gì Squid Game đi các bạn. Ok các bạn, giờ chúng ta sẽ vô mua cái trò mà Squid Game là cái bánh mà nó ngồi này á. Phải không? Cái bánh mà nó nấu bằng đường á. Honeycomb á. À. Bánh mật ong á. À, nó gọi là bánh mật ong hả? Bánh mật ong nấu với đường. Chuyên nghiệp dữ vậy. À, tao tiệm này bán cái này hả? Đâu cái chỗ nào đông đông mỹ? Quay đây nè. À. Nó gọi là. Đây hả? The Gunnery. À, Squid Game nè các bạn. Này bán kìa. Có đây. Đây. Ô là. Đó, có hình gì nữa, hình tam giác thì dễ chứ hả? You got eight. So we can do it the other place. À, có cái lù, lấy cái dù lên cho em coi cái dù nè. Đó. Đó. Rồi vô. Thôi giờ con đi qua bên tiệm khác, mình nạo cái này. Qua bên tiệm nước. Ok. Cái này là tha chơi cái này đi. À, ok, cái dù lên. Cái này ok, bạn nãy qua quán kia hết chỗ ngồi, giờ chúng ta đi qua quán này nè. Kìm chỗ để coi chơi Squid Game. Nó khổ thiệt. Tao phải dỡ cái chỗ ngồi. À, giờ quá trời chỗ ngồi luôn nè. Nguyên quan trọng có chỗ ấm không? Có trong nữa. Hello. Table for 8. À, ok bạn, chúng ta sẽ chơi cái trò gọi là Squid Game nha. Chúng ta sẽ đục cái này. Pha chở nó đi. À, trời ơi, khô mình cái bớt cái tôi không. À. Cho anh mượn coi cái hay này nữa nè. Đây cho bạn coi nè. Cái hình ngôi sao này cũng khó nè. Nè, Khoa để 4 cái. Dạ chưa, con chưa chơi lần nào. Cho chụp một cái tròn. Cái dù hình như là khó nhất. Cái chụp hình đi qua. Quay đi. Crimbolet. Hình như cái vòng tròn là dễ hay là khó ta? Vòng tròn là khó nhưng mà cái này là dễ nhất. Phải không? Ờ à, đúng rồi. Cái này dễ nhất. Ngôi sao là khó. Đây. Là cái này khó nhất. Hình tròn là cũng là. Đây cho bạn coi cái hình nè. Đó, có 1 2 3 4. Ủa là đúng trong phim là 4 cái này hả? Hay là có gì nữa không?
có hình vuông không? Có hình vuông không? Dạ, dạ. À, có hình vuông luôn nè. Cho anh mượn coi anh xếp hình vuông. Cái thằng nào đứng chính giữa tao quên rồi. Thằng nào đứng chính giữa em. Cái này là dễ nè, cái này là hai cái này là dễ nhất nè, đúng không? Hai này dễ nhất nè. Đó, ứng viên nè. Cái này cũng dễ nhưng mà không khỏi dễ lắm. Thì trong này chắc hai cái này là dễ nhất. Dễ nhất cái này này này. Thằng chùm cung. Cái đó mới có. Khó nhất á. Cái này là thằng phải chính đúng không? Thằng chính nó chơi. Thằng chính nó chơi. Chơi này hả? Bây giờ cho anh Tuấn lại em chơi cái này. Rồi, giờ phát giờ ai chơi cái nào đâu? Rồi. Cả cả anh cắt. Không có được bể nha chú, bể là... Có hàng lấy gì, có hàng lấy màu gì, đem giác hả? Giờ chơi nào, bắt đầu chơi. Có giờ không, có phải giờ, 5 giờ 5 phút hả? Đây là kẹo không? Cái này là đường. Bánh đường á. Bánh đường. Thằng Minh lấy gì? Còn lại cho thằng Minh. Đúng không? Minh làm tròn hả? Minh làm tròn. Hình như làm tròn khó luôn hay sao á? Cũng chỉ là medium á, không dạng trung á. Còn difficult là cái này đúng không? Oh, yeah. Ok, bao nhiêu phút? Ủa trong đó nó có để bao nhiêu mấy phút ta? 10 phút hay là 8 phút hay là đó. Trong thời gian như vậy ấy mình uống tách trà coi cho nó lấy lại cảm giác rồi. 10 minutes right? 2 minutes. Wait. Bây giờ chúng ta phải có bấm giờ mình sẽ bấm đồng hồ nhá. Để họ coi đã. Để coi nó chơi bao nhiêu phút thì mình chơi bao nhiêu phút. Nghe không? Cái đó là game gì? Game. Bây giờ mình sẽ chơi trong vòng 5 phút đi hả? 5 phút kịp không? 5 phút không? 5 phút thôi nha, 5 phút thôi nha, không chơi nhiều vậy thôi nha. 10 phút đi, 10 phút đi. 10 phút hả? Rồi 10 phút hả? Rồi ok. Rồi vô. 10 phút hả? 10 phút. Rồi. 10 phút. Rồi mình chạy nha, đang chạy 10 phút nha. Đó. Để đây cho em 10 phút. Rồi, giờ chơi. Đây giờ chúng ta sẽ lọc cái này ra nha. Đó. Giờ mình sẽ lột cái này ra. Cái này không biết mình chơi sao chơi. Đó, lấy cái bánh ra, ở đây trong cái bánh nè các bạn. Để trên này, nó rít rít rít. Chú có coi phim đó chưa? Ngọt. Ngọt chơi thì nó ngọt. Mặt sau nè các bạn. Mặt sau nó đi vậy nha. Ở đây, trước. Rồi. Giờ mình sẽ chơi bằng cái này, mình đây là cái tâm. Nó vô vũ nhìn đẹp bạn nè, nó trên nè, nó thấy không, nó đục ở trên rồi nhỏ xíu mà nó đục hay chứ bộ. Ủa nó khắc luôn nè. Rồi bây giờ chơi là mình sẽ quay kỹ, mình sẽ làm nha. Đó, mình sẽ chọn này vô này nè. Đó, đập coi như nè, nhẹ thôi mé ơi, nó kêu giòn giòn rụt nguy hiểm chết mẹ luôn. Bình thường mấy thằng giới chính á nó liếm nè, liếm sau này mấy ông nó liếm á cho nó mềm mềm, nó liếm sau cho nó mềm á nè. Anh Tuấn làm đục hôm sau kìa, thấy không? Chú Hải nhúng vô trà. Chú Hải là chơi nhúng vô trà kìa. Ngọt đây các bạn, cái này nhúng vô trà nha. Wow. Được không? Đây trời ơi, đây Thảo ra rồi nè các bạn. Hình như hình tam giác là nó đỡ một chút đúng không? Không dám đâu. Không dám đó. Ê, nhưng mà thua bị gì vậy? Ghê nhất bạn thua là giỡn ăn kem là mới ghê nhất thôi các bạn. Ai bán mạnh? Thua bị gì? Thua hả? Thua là ăn nửa cái bánh này nha. Trời. Cái bên ngoài không bể, cái bên trong không bể. Ồ. Miếng mì làm xong rồi các bạn. Nhanh quá vậy. Trời ơi, nhanh chưa? Thắng rồi, miếng mì thắng là không bị ăn bánh kem hả? Giờ ai thua là quất hết cái bánh kem nha. Ok, xong. Vậy nhanh vậy. Xong. Trời ơi. Ok. Anh nghĩ chắc anh với em khi nào mới xong. Né ra mình lùi lại nè, để nước lên nè. À. Trời, tôi chưa làm xong cái đầu tiên cho nút cái này nữa. Chết mẹ. Sao nó cứng hả? Sao nó không lòi ra gì luôn á trời. Cái này nó dày hơn là trong cái phim đó ta. À. Nó ra thiệt nè mấy ông, nó ra cái dù thiệt nè. Nó ra thành dù không? Dù không? Nhìn mặt tao. Sao nó làm giống như hoa cơ. Trời ơi, ra dù. Uống miếng trà nóng nóng vô cho nó trà đó chứ. Ôi, cửa hàng xong rồi kìa. Kiểu này là hai này tao rồi thua, hai cái dù thua à. Liếm thấy mẹ luôn.
Chiếm thế mẹ luôn. Ghê chưa? Hoàng thắng không? Hoàng ghê không? Chị phụ nữ này ghê quá. Mấy người phụ nữ này. Hôm bữa là chứ hỏi kêu mấy người đàn bà. Thôi giờ phải học rồi. Cái gì vậy? Nghe bị chửi hoài. Chết con mẹ. Ờ mẹ rồi nha. Liếm hả? Mẹ rồi. Trời ơi. Liếm xong bể rồi, uổng vậy. Chơi chắc đi. Đang cười cái nó rớt ra các bạn. Ôi được rồi, đâu có bị gì đâu. Ủa mẹ rồi. Mẹ một cái chấm kỳ dụ. Thiệt tình. Cái bánh này được cái bánh ăn bị phạt hả bạn? Thua rồi sao nó khó vậy? Thử coi bánh này còn vô kinh hót nữa. Đây nè, bẻ cho bạn coi nè. Don't touch me. Anh còn tới bao nhiêu, còn 6 phút nữa à? À bẻ cái này ra kiểu này nè bạn, rồi nó cứng thiệt. Cái bạn bánh mình bẻ cho bạn coi luôn á, thật sự là không phải là mình thua đâu mà do là mình thử với bạn coi á. Mình lấy nước nóng mình xài, cái uống hết nước nóng của mình á. Cay thiệt chứ. Cay hả? Không, cay là cây cú. Cây cú. Đó, bắt đầu tới giờ liếm nè. Liếm cái bị gãy. Mà nó rít thiệt một này đường không à? Nhưng mà ví dụ như một cái bánh này là bao nhiêu tiền một cái em? Có biết không? Đó, cho mượn cái bill đây các bạn. Đúng rồi. Tụi thấy giá vậy. $34 8 cái là 1 cái 4 đồng mấy. Là tính thuế luôn á, là 4 là 1 cái này là 4 đồng nha mấy ông. À 4 đồng 25. À cái dù. Chị cà phê. Ôi, lắc đi. Ôi. Rồi còn cái mọi chứ phải là tôi có thắng rồi. Anh ngồi anh liếm nãy giờ cũng thắng rồi. Cầm lên. Khoe đi. Trời ơi. Cái bánh anh nó ướt quá vậy. Tại đường anh nó ra. Đường nó ra á. Bây giờ cầm lên mà nó bể mới vui nè. Đó. Chuyên nghiệp chưa? Còn nguyên luôn nè. Quá chuẩn luôn. Nguyên luôn. À. Không nhưng mà cái này khó cô. Có. Trong phim là nó bể toàn góc á mà đây anh Tuấn làm nguyên luôn ra luôn nữa. Quá dữ luôn. Cho đi đóng phim. Quá dữ. Chỉ cờ chờ chú Hải ăn bánh nữa thôi. Còn 50 giây. Đó. Chú Hải thắng rồi. Cầm lên còn dư phút không? Trời ơi. Còn bao nhiêu? Oh wow. Sát nút luôn chú. Sát nút. Còn có 45 giây à. Ôi tới mình. Ủa, trong phim là cho bao nhiêu phút, là trong phim là nó cho mấy phút nè? Nghĩa là vẫn 10 phút á, cũng 10 phút á. Đúng không? Thôi cái này. Là phim nó đếm lùi mà, hết giò lên cái beng là họ ai không thua. Nó bắn hết mà. Bây giờ tới mình ra chơi đi, anh quay phim. Thôi rồi, mình rồi đó, dù đã thôi là kho thua giờ chút mới chờ mình nó thua cho nó ăn. Mình đã thua đi anh ạ. 5 minutes. 5 minutes thôi. Ồ. Trong phim là chỉ có 5 phút thôi, còn đây là tới 10 phút luôn á. Yeah, khó, cái này cái dùng 5 phút không bao giờ đủ hết á. Hồi nãy kho kêu 10 phút, 5 phút mà nhiều khi là không đủ luôn á. Thôi bánh. Không, cái vị mình ăn thử rồi bạn nó hơi khét khét, cháy cháy chút. Hơi đắng đắng. Hơi đắng đắng. Đây mình ăn thử cái bánh này đi. Ăn nửa cái bánh này liền. Vậy hả? Lò chứ lò. Đừng có trốn. Đừng có trốn. Đây. Đây. Quay lại cái mặt thua. Rồi cái bánh nó mịn đó các bạn. Sẵn review thật sự là muốn review cho bạn xem mình thua thôi chứ không phải là mình thua đâu. Này nghỉ miệng. Thiệt sự. Nửa cái nha. Đó, đây bánh các bạn review nè. Tại vì mình muốn review thôi, các bạn muốn gì đâu. Cảm giác sao? Cảm giác muốn ăn hết nguyên cái. Mà béo. Thấy ăn kem mà ớt lắm mà. Rồi làm kỷ niệm nè. Cái này là bị thua ép ăn thôi. Chưa tới nữa. Bánh ngon nha, mọi người thử đi, thử miếng đi, ăn khoan hết không được, kỳ lắm. Đâu nhưng mà khoan qua đây đi. Rồi. Chưa có nhiều nữa. Ai cũng nở. Đây đó, nữa rồi đúng không? Rồi. Vàng nè.
Cái thương này. Bạn lấy cái thương đó. Trời ơi nó. Hình phạt này là quá nhẹ luôn. Cái phi này thơm quá trời. Cái đó gì chút? Ok. Ok bạn. Thì hôm nay review bạn coi ở Core Đền Thao rất là vui. Đi với đại gia đình chú Hải, anh Tuấn rồi nè. Thảo rồi nè, Râm. Rất là vui nữa là được Thảo mời ăn nữa bạn. Khỏe gì đâu. Thôi nói chung là cảm ơn các bạn xem video phút này. Hẹn các bạn ở video lần sau. À, có thể ở series một cái thao khác, bữa là Việt Nam Mi, bữa này là Core Đền Thao, thì bữa thì gặp lại ở Champions hoặc là Thailand. Ở đây có Thailand thao đúng không? Thái thao luôn. Yeah, thao. Đủ thứ các bạn, thì chắc hẹn các bạn ở tập sau đi, tập khác đi. Ok, bye bye, cảm ơn các bạn. Đây lòng là những người chiến thắng các bạn, ở đây ai cũng chiến thắng của mình tu à, buồn quá.